Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video này xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ hệ thống lái trợ lực điện 12V dành cho xe điện, xe xăng, xe 3 4 bánh đều được nhé. Đây là một cái bộ trọn bộ này, bao gồm kể cả hệ thống công tắc, đèn còi, ổ khóa và vô lăng. Thước lái hai đầu, một đầu đều có thể sử dụng được đối với bộ này nhé. Thì phần trái tim của hệ thống đấy chính là bộ ECU và bộ động cơ điện kết hợp với này bộ cảm biến lực ở trong bốt lái này. Đấy, động cơ thì sử dụng động cơ 12V 200W. Nhìn 150 vòng trên phút, 12V 40A. Và bộ ECU 12V 34A. Con này là sử dụng 12V cho nên là dòng phải cao các bạn nhé. Đấy. Thì nó sẽ ăn dòng lớn hay nhỏ tùy thuộc vào cái bộ điều cái bộ độ lặng nhẹ của hệ thống lái. Đấy. Tất cả các thứ rắc cắm người ta đã cung cấp rất là đầy đủ rồi. Ổ khóa này, ốp nhựa này, hệ thống công tắc này, vô lăng đường kính 37cm này. Vô lăng thì có 3-4 loại vô lăng đấy, khách hàng có thể lựa chọn. Đây, kích thước thì phần chiều ngang cầu xe thì khách hàng có thể điều chỉnh tùy ý. Rộng tối thiểu là 80 và dài tối thiểu không giới hạn, chiều ngang không giới hạn để do cái ống này quyết định này. Có thể sử dụng thước lái một đầu, thước lái hai đầu đều được nhé. Đấy. Chiều cao của bốt lái này là khoảng 50cm. Chiều cao của bốt lái dưới kết nối với này thước lái là 30cm. Có thể thay đổi. Cái này là nó có thể rút ngắn ra, thu dài lại đây. Cái này trong này nó có khớp, có thể thu ngắn, kéo dài ra khoảng 10cm. Cái này là nó dành cho khi mà xe mình kết nối trên cái hệ giảm sóc thì nó sẽ có thay đổi khoảng cách. Đấy, hoặc là mình chế biến thêm cái hệ thống lái có thể điều chỉnh góc độ thì cái khoảng cách này nó cần phải có sự thay đổi, thì đấy chính là cái phần khớp thay đổi của nó. Thước lái thì vẫn là thước lái 2,7 vòng nhé. Thước lái 2,7 vòng tùy theo cái cung của từng loại thước lái. Thước lái một đầu thì nó nhiều vòng hơn. Ổ khóa này. Mọi chi tiết thì xin liên hệ 0983 818 955 hoặc các cái chỉ số về kỹ thuật thì có thể tham khảo trên Zalo đối với này cái số 0966 818 955. Mình em sẽ hỗ trợ thêm về phần kỹ thuật ở trên số đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nào chưa đăng ký kênh ấy, thì có thể đăng ký kênh và bật thêm cái chuông thông báo để nhận được những cái thông báo mới khi có đăng video lên. Tất cả những phần này bên em sẽ có hỗ trợ kỹ thuật riêng để cho khách hàng kết nối cho nó phù hợp. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.